Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bão Lộc, 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, được lộc bề trên, trúng số liên tiếp, đổi đời ngoạn mục, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, ý chí quyết tâm và kiên cường bền bỉ chính là bí quyết để những người thành công luôn có thể vượt qua mọi chông gai khó khăn và vất vả trong cuộc đời. Nhờ vậy dù số mệnh nghèo khó từ khi sinh ra, họ vẫn không ngừng bứt phá, trở thành những người thành công, giàu có. Nhờ tính cách lạc quan, đặc biệt mới đây, các nhà tiên tri và nhà chiêm tinh học đã bất ngờ hé lộ rằng, trong số 12 con giáp, có một con giáp duy nhất trúng đậm may mắn trong 7 ngày cuối cùng của năm, bất ngờ hưởng lộc trời ban, giúp tài vận và gia đạo chuyển sang một trang mới. Nếu như con giáp này nắm được vận của mình trong 7 ngày cuối cùng của năm, họ sẽ giúp xoay chuyển vận mệnh, không chỉ trừ nạn, tiêu bệnh, mà cuộc sống giàu sang phú quý, tiền tỷ cầm tay cũng đang chờ đón. Vậy, vận trình cụ thể của con giáp này sẽ biến động ra sao? Hãy like và theo dõi kênh và cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chính ngay sau đây quý vị nhé! Tử vi tuổi Mậu Tuất 7 ngày cuối cùng của năm cho thấy, quan đới ghé thăm mang lại tinh thần lạc quan, cùng thái độ làm việc độc lập tự chủ cho con giáp tuổi Mậu Tuất. Nhờ thế mà bản mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn. 7 ngày cuối cùng của năm có thể thấy, bản mệnh luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần tuổi Mậu Tuất. Không những thế, những người tuổi này và một số cộng sự cũ khá ăn ý, có thể sẽ có cơ hội tái hợp trong một dự án mới. Vì thế hãy chuẩn bị đưa ra những ý tưởng táo bạo mà bạn đang nung nấu để thảo luận nhé. Dù là trong công việc hay cuộc sống thì bạn nhớ giữ lời hứa, nhất định thực hiện những gì đã nói, bản mệnh đừng hứa quá nhiều trong lúc vui. Nếu không muốn người khác thất vọng, chỉ vì sau đó bạn đã quên hết những lời đó hoặc không có thời gian để thực hiện chúng. Khẩu quyết, trực giác đã mang lại cho bạn những cảm nhận rất chính xác. Quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Dậu, Dần, màu sắc may mắn, vàng, đen, con số may mắn, 46, 89, 22. Tiếp theo sau đây sẽ là phần giải đoán chi tiết từng phương diện cuộc sống. Tử vi sự nghiệp. Theo tử vi 7 ngày cuối cùng của năm này có thể thấy, bạn có phong cách độc đáo, thông minh lanh lợi, có khiếu hài hước. Nhờ thế mà có quan hệ rộng rãi, việc này rất tốt cho việc làm ăn kinh doanh của bạn trong 7 ngày cuối cùng của năm này. Chính ấn tương trợ cho các dự án mà con giáp tuổi Mậu Tuất tham gia được giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có những việc bạn lường trước là rất khó khăn, thì bỗng trở nên dễ dàng đến kỳ lạ. 7 ngày cuối cùng của năm xuất hiện một đối tác phù hợp cho các dự án của mình. Nhưng bạn cần phải thật sáng suốt trước khi bắt tay hợp tác với bất kỳ ai, hãy đảm bảo rằng bạn đã từng làm việc với họ qua một vài dự án nhỏ. Thái dương cát tinh rất tốt cho mệnh chủ là nam giới, để công việc của họ trở nên hanh thông thuận lợi hơn. Ngay lúc bạn cảm thấy thành công nhất, thì cũng là lúc bạn nên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo với mục tiêu cao hơn, để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay hành động. Việc này rất cần thiết, để nó có thể kéo bạn ra khỏi những ảo tưởng, chớ nên ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. Tử vi tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Tuất 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão, bản mệnh thường có những quyết định sáng suốt liên quan tới tài chính trong 7 ngày cuối cùng của năm này. Đó là lý do không ít người tuổi này có tiền bạc rủng rỉnh, các nguồn thu lần lượt đổ về mỗi ngày. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả khổ cực mà bạn bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Nhất là những ai duy trì được lối sống tiết kiệm trong một khoảng thời gian dài thì lúc này đã có thể tự mua món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình rồi nhé. 7 ngày cuối cùng của năm cho thấy, bát bạch quay về hướng chính bắc,
Người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải là thành công sau một đêm, mà đó là kết quả của nhiều năm qua. Ngoài ra thời gian này, bạn cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nữa nhé. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tài sản của bạn, nhưng lại có tác dụng nhân đôi, nhân ba niềm vui đấy. Tử vi sức khỏe. Tử vi 7 ngày cuối cùng của năm, thời gian này cũng là lúc thời tiết đã lạnh hơn, mạch máu khó thông suốt dễ gây ra tình trạng đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Do đó, nếu bạn tập luyện cũng nên ưu tiên những bài tập nhẹ nhàng, không nên quá gắng sức. Ngoài ra, nên lưu ý cả việc chọn trang phục khi đi làm. Vì thời tiết này thay đổi nóng lạnh khó lường, nên mặc đồ nhiều lớp để dễ dàng thay đổi theo từng hoàn cảnh cụ thể. Với những ai hay có thói quen tụ tập với bạn bè để rượu chè là điều không nên một chút nào, lúc này bạn nên dành thời gian cho bản thân, ví dụ như ở nhà để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc xem một bộ phim yêu thích để giải tỏa căng thẳng khi kết thúc một ngày dài. Bạn có thể lắng nghe những bản nhạc nhẹ trước khi đi ngủ để dễ vào giấc hơn. Tử vi tình cảm, gia đạo. Tử vi 7 ngày cuối cùng của năm, tuổi Mậu Tuất có nguyệt lệnh quan đới xuất hiện, khiến người tuổi Mậu Tuất sống cảm xúc hơn, bạn nhạy cảm hơn, hay giận hờn mỗi khi không đạt được mong muốn. Nếu mối quan hệ tình cảm của bạn đang đi vào ngõ cụt, đừng hoảng loạn mà hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá lại tình cảm giữa bạn và người thân, con cháu. Điều quan trọng là bạn phải làm rõ về ý định và cả hướng đi trong tương lai của gia đình. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm để con giáp tuổi Mậu Tuất kết nối lại với những mối quan hệ cũ. Hãy mời bạn bè đi ăn tối hoặc một buổi tiệc nho nhỏ tại gia để thắt chặt tình cảm. Tiếp theo chương trình là phần tử vi chi tiết từng ngày trong vận trình 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão. Mời quý vị cùng theo dõi để đưa ra dự định sớm nhất cho bản thân. Vận trình ngày 24 tháng Chạp. Ngày này người tuổi Mậu Tuất cần sốc lại tinh thần để có thể sẵn sàng cho những thử thách tới trong tháng. Hung vận lấn át cát vận. Đây chắc chắn sẽ là một ngày bạn không được cho phép mình chểnh mảng hay chán trường, thả trôi bản thân, theo mọi thứ còn sa sút nhanh hơn. Nguyệt lệnh lâm suy, lại thêm âm sát hung tinh tác động, công việc gặp phải khó khăn nhiều hơn, con giáp này nên đề phòng bởi có dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng. Bản mệnh cần hành sự thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến tích cực. Tuy nhiên một khi kiên trì vượt qua hết thảy, thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Vận trình tài lộc có nhiều biến động, lên xuống thất thường, nhưng chủ yếu theo chiều hướng xấu, con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn, mới có thể hạn chế tình trạng thất thu, kinh doanh hay đầu tư, nên nhìn về lâu dài, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Chuyện gia sự vẫn còn nhiều nỗi muộn phiền, bạn cần phải điều chỉnh suy nghĩ, xem xét lại cảm xúc riêng tư để có cách xử lý thích hợp. Tình hình sức khỏe tuổi Mậu Tuất có dấu hiệu giảm sút khá rõ rệt, bệnh cũ dễ tái phát, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đau nhức. Con giáp này nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, kết hợp chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng như làm chậm dấu hiệu lão hóa. Khẩu quyết, đề phòng điềm báo có tiểu nhân đeo bám khá rõ. Quý nhân, thân, ngọ, tiểu nhân, sửu, thìn, màu sắc may mắn, nâu, đỏ, con số may mắn, 5, 7, 50. Vận trình ngày 25 tháng Chạp. Đón ngày mới khó khăn bủa vây, buộc người tuổi Mậu Tuất phải bỏ ra rất nhiều cố gắng và công sức mới mong vượt qua sóng gió. Vận trình có nhiều điểm sa sút, từ công việc, tiền bạc tới tình cảm đều có thể gặp bất lợi, bản mệnh cần lưu tâm hết sức. Ngày này chịu tác động của xung thái tuế, thêm âm sát hung tinh đe dọa sự nghiệp của bản mệnh vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng, nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi. Tài vận trong ngày không được tốt, do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh, người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp về đầu tư, con đường kiếm tiền nhiều yếu tố ngăn lại, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại. Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp lực trong công việc và chuyện tiền bạc, nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm gia đình, mối quan hệ với con cháu, vì thế ngày càng lạnh nhạt xa cách, xuất hiện nhiều rạn nứt. Sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất cũng xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do Nguyệt Lâm lệnh mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp trông chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc. Khẩu quyết, sức khỏe xuất hiện tình trạng hư nhược yếu ớt. Quý nhân, ngọ, mão, tiểu nhân, chị, mùi,
Màu sắc may mắn: vàng, đen. Con số may mắn: 67, 84, 90. Vận trình ngày 26 tháng Chạp. Tử vi ngày này tuổi Mậu Tuất dự báo bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn thì đây là cơ hội của bạn rồi đấy nhé. Nguyệt lệnh mộ chủ về an hưởng hạnh phúc cho thấy những ai làm công việc gia tăng lợi ích cho người khác càng có lợi. Thứ bạn nhận về không chỉ tiền bạc mà còn là niềm vui của chính mình và mọi người xung quanh. Ngày này cực kỳ thuận lợi cho những con giáp đam mê nghiên cứu hướng nội. Họ gây dựng được sự uy tín nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và chắc chắn. Người khác cảm thấy hài lòng khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Tuy nhiên, đừng đặt quá công việc lên trên tình cảm. Nếu không đến khi bạn quay sang để chỉnh sửa khúc mắc trong chuyện gia đình, thì sự nghiệp cũng phần nào đó bị chông chênh đấy. Tam hội xuất hiện cho thấy ngày mới là thời điểm tuyệt vời để gia tăng sự gắn kết với mọi người. Nếu có thể, bản mệnh hãy mạnh dạn đề ra những ý kiến mà bạn cảm thấy có ích cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Khẩu quyết: bạn quá khôn ngoan, khó mà bị mắc lừa. Quý nhân: Ngọ, Mão, tiểu nhân: Thìn, Sửu. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 35, 75, 68. Vận trình ngày 27 tháng Chạp. Tử vi ngày của con giáp tuổi Mậu Tuất có nguyệt lệnh dưỡng cho thấy ngày này bạn khá chủ động trong mọi việc mình làm. Khi bạn không bị phụ thuộc, bạn có khả năng xử lý vấn đề nhanh chóng, tiến độ công việc nhờ thế mà được đẩy nhanh hơn. Nhìn chung cuộc sống của bạn ngày này ổn định, không có gì phải lo lắng. Thế nhưng tuổi Mậu Tuất cần lưu ý rằng giúp người khác chưa chắc là họ sẽ mang ơn mình, hãy vô tư hỗ trợ trong khả năng mà thôi. Thương quan xuất hiện khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương. Bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi, giải thần sẽ khiến tình hình được giảm nhẹ, căng thẳng sẽ không còn. Điều này sẽ giúp bạn có được sự hài lòng sâu sắc. Vì thế, với bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn đừng vì thế mà suy nghĩ nhiều hay đau lòng quá, có khi sang ngày mai sự việc đã đổi hướng một cách bất ngờ. Tử vi cát tinh trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh ngày càng trở nên rực rỡ, việc làm ăn hanh thông thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận. Ngũ hành tương sinh dự báo sự hài hòa trong chuyện gia sự, những thành viên trong gia đình tâm đầu ý hợp hơn, chưa nói hết câu đã hiểu ý nhau. Khẩu quyết: nhận được sự tin tưởng từ các thành viên trong gia đình. Quý nhân: Dần, Mão, tiểu nhân: Tỵ, Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số may mắn: 24, 75, 89. Vận trình ngày 28 tháng Chạp. Theo dõi tử vi ngày, người tuổi Mậu Tuất được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối khi vận trình ngày mới ẩn tàng nhiều sóng gió. Khó đạt được mục tiêu đã đề ra nếu không đủ quyết tâm và có những suy nghĩ tích cực hơn, chịu ảnh hưởng của tương phá thái tuế, công việc có tính cạnh tranh cao. Ai cũng muốn giành lợi thế về phía mình nên ngay cả những người đồng nghiệp thân thiết thường ngày cũng sẽ có những toan tính riêng. Để tự bảo vệ bản thân, bạn cũng có thể sẽ tự gây rắc rối cho bản thân bởi cái tính bảo thủ, suy nghĩ thiếu sáng suốt, không chịu lắng nghe lời khuyên can của bất cứ ai. Bản mệnh thiếu sự chỉnh chu trong công việc hoặc vất vả xoay sở trước nhiều thử thách nên khó mà có được nguồn thu nhập ổn định trong ngày này. Nếu không đủ tỉnh táo, bản mệnh thậm chí còn có thể thiệt hại thêm vì phải khắc phục những lỗi lầm mình gây ra, kinh doanh có tình trạng đi vào lối mòn, doanh thu tụt giảm. Trong chuyện gia sự, công danh sự nghiệp và chuyện kiếm tiền đã gần như chiếm hết thời gian của con giáp này, khiến bạn không quá để tâm tới tình cảm cá nhân, mối quan hệ tình cảm gia đình với con cháu bị thiếu hụt. Vận trình sức khỏe ngày này của tuổi Mậu Tuất không được tốt, dù thể trạng của bạn khá tốt, song vẫn dễ bị mệt mỏi, nóng trong do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Ngoài ra, sự căng thẳng tinh thần bởi phải suy nghĩ nhiều chuyện có thể là nguyên nhân dẫn tới đau đầu, mất ngủ, từ đó ảnh hưởng chung đến sức khỏe của bạn. Khẩu quyết: công việc có tính cạnh tranh khá cao, cần hành sự thận trọng kẻo công sức đổ sông đổ bể. Quý nhân: Thân, Ngọ, tiểu nhân: Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, đỏ. Con số may mắn: 25, 24, 67. Vận trình ngày 29 tháng Chạp. Tử vi ngày mới tuổi Mậu Tuất cho thấy ngày mới cực kỳ thuận lợi cho những con giáp tuổi Mậu Tuất làm về lĩnh vực kỹ thuật. Điều này có nghĩa là với những ai không giỏi chi tiết thì bạn nên nhờ người khác hoặc thuê họ hỗ trợ cho bạn. Mệnh có suy cho thấy con giáp tuổi Mậu Tuất lúc này trở nên ôn hòa hơn, bản mệnh sẵn sàng chịu thua, nhường người ta phần thắng trong các cuộc tranh luận hay đối đầu. Việc này không phải thể hiện sự yếu kém, mà thực ra là hành động có tính chiến lược. Người tuổi Mậu Tuất lúc này hiểu rõ rằng bản thân đang lùi một bước để tiến hai bước. Thực ra nếu bạn cố gắng hơn thua với họ cũng chỉ thiệt thân, nhất là khi việc này đưa ra để các cấp chính quyền giải quyết lại thêm phần rắc rối.
Ngoài ra con giáp tuổi Mậu Tuất thời gian này cũng có tư tưởng cao đẹp xây dựng xã hội. Đó cũng là lý do khiến bạn chịu thiệt thòi một chút ở hiện tại, nhưng tương lai lại rất rực rỡ nhiều điều hứa hẹn. Thiên Cầu xuất hiện trong ngày cũng khuyến khích bản mệnh tránh xa những chuyện thị phi mới có thể an yên được. Việc này cũng đỡ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho vận trình tình cảm gia đình của tuổi Giáp Mậu Tuất ngay lúc này. Khẩu quyết tôn trọng ý kiến của người khác còn mang lại cho bạn sự yêu mến của họ. Quý nhân, Dậu, Mùi, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc may mắn, tím, hồng, con số may mắn, 24, 7, 23. Vận trình ngày 30 tháng Chạp. Vào ngày cuối cùng của năm này, vận trình của người tuổi Mậu Tuất sẽ giống như một cuộc phiêu lưu kỳ thú, rất nhiều những ẩn số và biến động, có cơ hội nhưng cũng có cả thách thức kèm theo. Trong công việc, chịu tác động của nguyệt lệnh suy nên vận may giảm sút, hình thành không ít thách thức dành cho Tuất. Song ngày này bản mệnh lại được nhiều các tinh có lợi cho công danh sự nghiệp như Thái Dương và chính quan độ mệnh nên có thể gặp dữ hóa lành, miễn là bạn chịu bỏ công sức và nỗ lực một cách nghiêm túc. Về mặt tài lộc, ngày này Tuất sẽ có một vài cơ hội kiếm tiền thuận lợi, dù là chính tài hay thiên tài, đều sẽ có sự cải thiện nhờ những tính toán chính xác của bạn. Những người biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được rất nhiều lợi nhuận trong ngày này, vận may về gia sự sẽ nở rộ với Tuất trong ngày nhờ có thiên diêu che chở. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất có nhiều vấn đề cần được lưu tâm, thể trạng dần sa sút vì nhiều nguyên do khiến bạn suy nhược cơ thể. Tập thể dục thường xuyên và duy trì thái độ tích cực là điều quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của con giáp này. Khẩu quyết, những người biết nắm bắt cơ hội sẽ tạo được rất nhiều thuận lợi. Quý nhân, Hợi, Tỵ, tiểu nhân, Dậu, Dần, màu sắc may mắn, trắng, xám, con số may mắn, 24, 54, 78. Quý vị Mậu Tuất thân mến, phong thủy đã chỉ ra rằng cách bố trí sắp xếp các phòng đồ đạc trong nhà có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp, tài vận và sức khỏe của mỗi chúng ta. Vậy bạn có biết ngoài việc sắp đặt đúng thì việc thường xuyên dọn dẹp các vị trí quan trọng trong nhà cũng rất quan trọng không? Hãy xem phong thủy dọn nhà để biết đâu là vị trí cần giữ gìn sạch sẽ trong ngôi nhà của mình nhé. 1. Gầm giường. Người ta thường có quan điểm rằng muốn sự nghiệp phát triển thuận lợi thì vị trí gầm giường càng chứa ít đồ dùng càng tốt. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống, vì diện tích nhà ở khi tốn mà nhiều người thường hay cất bớt đồ đạc không cần thiết xuống dưới gầm giường, hoặc vì không có thời gian, không để ý quét dọn thường xuyên nên khu vực này thường rất bụi bặm, gầm giường lộn xộn hoặc bụi bặm thường khiến gia chủ rơi vào cảnh lộ tài hoặc thu hút sự chú ý của tiểu nhân. Vì vậy dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên giữ cho khu vực này sạch sẽ mới có thể chuyển vận. 2. Thùng rác. Thùng rác là một vật dụng rất cần thiết trong mỗi hộ gia đình, thậm chí có những nhà còn bố trí thùng rác ở mỗi một khu vực, từ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh. Nhưng thùng rác chứa đựng rác thải nên rất dễ nảy sinh nấm mốc và mang lại tác động xấu cho phong thủy, khiến người nhà dễ mang bệnh tật, công việc không khấm khá. Nếu muốn thay đổi tình cảnh này, gia chủ cần phải thường xuyên đổ rác và cọ rửa thùng rác sạch sẽ. Nếu có thể thì không nên bố trí quá nhiều thùng rác ở trong nhà. 3. Nhà bếp. Trong phong thủy, nhà bếp được coi là tài khố của ngôi nhà, cũng là nơi thần tài thích ghé thăm. Vì vậy, dù gia đình có điều kiện về kinh tế hay không, thì nhà bếp cũng phải giữ gìn sạch sẽ gọn gàng. Có như vậy thì gia đình mới được vị thần mang lại tài lộc này chiếu cố. Nếu phòng bếp không thường xuyên được quét dọn, trên mặt tường bám nhiều dầu mỡ khói bụi, thì thần tài sẽ không thường xuyên thăm viếng. Gia chủ có cố gắng làm ăn thế nào cũng khó mà khấm khá được. Bạn cũng có thể xem thêm mẹo phong thủy cho nhà bếp nhé. 4. Tài vị. Tài vị là một trong những vị trí rất quan trọng của ngôi nhà, có ý nghĩa quyết định trong việc gia chủ có thể làm ăn phát đạt được hay không. Đầu tiên ta phải biết cách xác định tài vị trong ngôi nhà của mình. Tài vị được chia làm hai loại là tài vị cố định và tài vị lưu niên. Tài vị cố định được xác định là phụ thuộc vào vị trí của từng ngôi nhà, còn tài vị lưu niên được tính dựa theo từng năm và bát tự của gia chủ. Những vị trí này cần luôn được giữ gìn thật sạch sẽ, thường xuyên quét dọn, có không khí và ánh sáng lưu thông thì mới giúp ích được cho sự nghiệp và tài lộc của gia chủ. 5. Môi trường xung quanh. Người ta thường có quan niệm, mỗi việc không như ý ta gặp phải trong cuộc sống đều có liên quan đến những yếu tố phong thủy bất lợi. Khu vực xung quanh nhà tác động nhiều đến hoàn cảnh công việc. Vì vậy mà ngoài việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ta cũng không thể quên chú ý đến môi trường sống của mình. Nếu có rác thải hoặc bụi bặm, ta cần phải quét dọn thường xuyên để đẩy lùi những tác động xấu, mang lại vẻ đẹp cho cảnh quan, đồng thời cũng có ý nghĩa cải thiện phong thủy, mang lại sức khỏe cho người nhà và tác động tích cực đến sự nghiệp.
Trong phần cuối của video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ hướng dẫn quý vị cách để trấn phong thủy gia đình theo ngũ hành, để đạt được may mắn, xua đuổi xui rủi và điềm xấu trước thềm năm mới. Cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Trấn phong thủy không chỉ diễn ra với các gia đình, các biệt thự chung cư, mà cả với các cơ quan xí nghiệp, tòa nhà, văn phòng cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Mục đích chính của việc trấn phong thủy là kích hoạt các năng lượng tốt, hóa giải năng lượng xấu, chiêu tài nạp cát cho gia chủ, doanh nghiệp và tùy quy mô mức độ mà việc áp dụng trấn phong thủy cũng khác nhau. Việc trấn phong thủy theo ngũ hành thì không nhất thiết là nhà nào hay công trình nào cũng phải trấn đầy đủ hay trấn đủ 8 hướng, thường thì những góc xấu thì người ta mới phải trấn để hóa giải. Sẽ có những nơi chỉ cần trấn một thành trong ngũ hành, nhưng cũng có những nơi phải trấn cả 2-3 hay thậm chí đủ cả 5 loại của ngũ hành, dù tất cả các phương vị sắp đặt tốt theo phong thủy rồi. Chúng ta cũng cần trấn yểm ở các phương vị khác nhau cho tốt lên, tuy nhiên phải có thầy giỏi chỉ định theo từng phương vị, từng góc phù hợp với từng loại ngũ hành và độ nhiều ít khác nhau. Khi xem phong thủy của một ngôi nhà, phải căn cứ vào từng lỗi khác nhau, bắt đúng bệnh để đưa ra những biện pháp hóa giải sao cho phù hợp. Phạm vào lỗi nào thì khắc phục lỗi đó, tuyệt đối không nên tùy tiện đặt đá phong thủy trước nhà. 1. Dùng hỏa để trấn phong thủy. Thường mọi người ít để ý và nhận định một cách rạch ròi khi dùng hỏa để trấn ngoại cục. Hiện nay ở các nơi thờ tự hoặc ở các tòa nhà chung cư thường sẽ xây khu hóa vàng cho cư dân, thì lò hóa vàng đó chính là khu vực hỏa trấn nội cục. Ở trong từng ngôi nhà và căn hộ, bếp nấu chính là hỏa trấn ở nội cục, và thường thì theo phong thủy bát trạch, mọi người hay tính bếp theo hướng của nam gia chủ, nhưng những điều đó không có giá trị thực trong phong thủy. Với những cơ quan công ty có nhiều người và lãnh đạo thường xuyên luân phiên thay đổi thì không thể liên tục chuyển đổi theo được, và những nơi như thế không phải có một cái bếp mà thường có vài cái bếp mới đủ nấu cho nhiều người, nhiều món. Qua phân tích ở trên chúng ta thấy, đặt bếp theo phong thủy không tính theo tuổi nam hay nữ gia chủ, mà phải căn cứ vào toàn bộ thế cục, từ tổng thể tới chi tiết để chọn vị trí đặt, hay còn gọi là dùng hỏa để trấn. 2. Dùng thổ để trấn phong thủy. Dùng thổ trấn chính là dùng các hòn non bộ bằng đá, cũng có thể đắp đồi, và ở trong nhà đôi khi chỉ là quả cầu bằng đá hoặc các khối đá cảnh như thạch anh, mã não, để bày ở phòng khách, vừa là trang trí, vừa là để trấn yểm. Mặc dù đá có kích thước lớn có tác dụng trấn yểm tốt hơn, nhưng trước cửa nhà cũng không nên đặt đá phong thủy có kích thước quá lớn, vì sẽ cản dòng khí đi vào nhà, đồng thời ngăn cản tài lộc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Đối với những ngôi nhà phải hứng dòng khí có đường đâm thẳng vào cửa chính và mạnh mẽ thì nên sử dụng một số giải pháp khác như tiểu cảnh non nước để trung hòa dòng khí trước khi vào nhà. Hiện nay rất nhiều người lấy thổ để trấn và kết hợp để làm trang trí cảnh quan. Thường sẽ mua đá hoặc non bộ hoặc đắp tiểu cảnh. Tuy nhiên có lưu ý là khi mua những hòn đá thì phải tìm hiểu, và với những hòn đá lớn thì nên hỏi thầy tâm linh. Bởi đá khai thác từ núi, có nhiều trường hợp là đá linh, có thần giữ và cai quản, hoặc đá thành tinh, do đó cần hỏi các thầy chứ không mua về lại rước họa về nhà. Trường hợp ngoại trấn, nội trấn cũng có sự khác nhau. Nếu là bên ngoài có thể dùng các hòn đá to, trong nhà thì có thể dùng tiểu cảnh đá nhỏ, thậm chí là những viên đá quý tạo thành các quả cầu, các con linh vật. Không nên dùng các linh vật được bày trấn ở đình, chùa, miếu, đền hoặc các linh vật ngoại quốc để bày hay trấn tại nhà, bởi nhà chỉ là đơn vị ở cấp nhỏ nhất. Nếu dùng những linh vật ở cấp độ cao để trấn yểm tại nhà sẽ gây ra một số hạn chế cho gia chủ. Nếu muốn dùng đá phong thủy để trấn yểm thì cần phải xem xét và căn cứ vào những yếu tố cụ thể là hướng nhà và tuổi gia chủ để mang lại những điều tốt đẹp nhất. Hơn nữa, màu sắc của đá dùng trong thổ trấn cũng được phân theo ngũ hành và là yếu tố không nên bỏ qua. Đối với những khu đất lớn, gia chủ cũng có thể đáp thành một quả đồi trong khuôn viên, đó cũng là thổ trấn. Với non bộ hay đồi, thường người ta có thể kết hợp mộc trấn là trồng các loại cây khác nhau để thêm sức sống, thêm phần sinh khí. Khi có sự sống, về bản chất nó sẽ tăng sức mạnh thêm của việc trấn, bởi nó không chỉ là thổ trấn mà còn cả mộc trấn. Ngoài ra, với các hòn non bộ, người ta cũng có thể kết hợp với bể cảnh, bể cá, đài phun nước, tức bao gồm cả thổ trấn, thủy trấn. Bên cạnh đó, khi trấn bằng thổ, người ta cũng có thể đặt thêm kim loại bằng các hình thức và vật phẩm khác nhau, gọi là kết hợp thổ trấn và kim trấn. 3. Dùng mộc trấn phong thủy. Dùng mộc để trấn chủ yếu là dùng cây, nếu cây càng lớn thì mộc càng vững khỏe, độ trấn càng cao. Tuy nhiên, mộc cũng phân định ra các loại cây có những ý nghĩa về tâm linh phong thủy, và thậm chí dân chúng còn đặt tên gọi mang ý nghĩa tốt cho tài vận và sức khỏe, tình cảm, ví dụ như cây kim tiền, phát tài, thiết mộc lan, sư quân tử,
lan hoàng dương, cúc vạn thọ, phong lữ thảo, hoa ngũ sắc, cây thường xuân. Nói về mộc, có cả mộc sinh và khô mộc, cây trồng đang sống nói về độ tác dụng trấn yểm phong thủy, bao giờ cũng cao hơn bởi bản thể nó có sức sống. Do đó sự ảnh hưởng tương tác sẽ nhiều hơn so với các vật không tồn tại sự sống. Vì vậy với những loại khô mộc, sự tương tác phong thủy nó không lớn như bàn ghế, giường tủ, nhưng cũng có những loại mộc là tinh túy thì ngoài giá trị kinh tế còn có giá trị tâm linh và phong thủy rất lớn như trầm hương, ngọc am. 4. Dùng thủy trấn phong thủy. Trấn ngoại cục, các ao cá, hồ cá, đài phun nước trong nhà chúng ta có những khu chức năng thuộc về thủy trấn. Bể cá vừa có tác dụng về thủy trấn, vừa có tác dụng về trang trí. Bể cá có ảnh hưởng rất lớn tới tài vận. Một nhà đặt sai vị trí bể cá cũng làm cho tài vận hao tổn. Chúng ta đều thấy các sách phong thủy của các bậc thánh nhân để lại và khẳng định. Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài vận. Khi trấn bằng sơn thì tốt cho nhân đinh về sức khỏe và không khí trong gia đình hoặc cơ quan. Còn trấn bằng thủy thì tốt cho tài vận trấn nội cục. Trấn phong thủy theo ngũ hành, theo phương diện hành thủy thì gia chủ có thể dùng bể nước, bồn nước, khu phòng tắm, khu vệ sinh hay bể cá cảnh cũng được xem là trấn nội cục. 5. Dùng kim trấn phong thủy. Khi dùng kim để trấn, người ta thường chế tác thành các con linh vật hoặc các đồ vật trang trí bằng kim loại như các linh vật bằng đồng, long, ti, quy, phượng, tỳ hưu, kỳ lân, đông tiên cổ, hồ lô, chuông gió, gương bát quái, thậm chí một trong các con vật thuộc 12 con giáp theo hợp tuổi từng người. Các linh vật hoặc đồ vật bằng kim loại này có thể bày ở các phương vị khác nhau trong ngôi nhà hoặc trong khu đất khi trấn phong thủy theo ngũ hành. Một số thầy thậm chí còn khuyên gia chủ chôn ở các vị trí khác nhau trong nhà. Nhiều thầy Pháp cũng hay dùng kim chỉ ngũ sắc, có thể có cả đồng tiền để yểm các khu đất. Không nên dùng theo phương pháp này, thực tế còn có những người nghe theo thầy phong thủy Trung Quốc mà đặt đến 100 cái kim trong bát hương và làm ảnh hưởng lớn đến cả gia đình. Thế nhưng việc này cần cân nhắc vì theo quan niệm dân gian xưa nay, bàn thờ là nơi ngự, làm việc, ăn ở của người âm, dùng kim loại để trấn lại là kim khâu, thì không có linh khí đường âm nào có thể ngự được. Phần âm không ổn thì phần dương sao có thể tốt. Bên cạnh đó ngày nay có nhiều gia đình dùng tượng rùa đen được làm từ kim loại là đặt ở hướng bắc của ngôi nhà, giúp tăng năng lượng phong thủy có lợi cho sự nghiệp của bạn. Người ta tin rằng đặt tượng rùa đen ở hướng bắc giúp các dự án kinh doanh của bạn diễn ra thuận lợi. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.